Đại sứ Anh nói về những thành tích của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2021 với vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cả Liên Hợp Quốc gật đầu. Khép lại một năm 2021 đầy khó khăn và thách thức đối với Việt Nam và thế giới. Thế nhưng, một tổ chức trên thế giới lại vô cùng nhớ con số 2021, đó là Liên Hợp Quốc. Cụ thể, kể từ thời khắc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Việt Nam chính thức kết thúc nhiệm kỳ 2 năm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một nhiệm kỳ mà Việt Nam được đánh giá là có những cống hiến ấn tượng hơn bất kỳ quốc gia nào từng ngồi ở vị trí này. Vậy, Việt Nam đã làm được những gì mà khiến cho Liên Hợp Quốc phải nối tiếc đến vậy? Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một trong sáu cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, chấp nhận các thành viên mới vào Liên Hợp Quốc và phê chuẩn thay đổi với hiến trương Liên Hợp Quốc. Có thể nói, quyền hạn của cơ quan này là khá lớn, bao gồm việc thiết lập các hoạt động giữ gìn hòa bình, các biện pháp trừng phạt quốc tế và chấp nhận hành động quân sự thông qua các nghị quyết. Việt Nam từng là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2008-2009. Ở nhiệm kỳ này, Hà Nội được Washington hết lời ca ngợi vì những đóng góp tích cực về các vấn đề then chốt như không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố. Chính vì vậy, không khó hiểu, khi mà trước nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã nhận được tới 192 trên 193 phiếu ủng hộ, điều đáng nói là trong lịch sử 75 năm phát triển của Liên hợp quốc, đây là con số kỷ lục. Ở thời điểm đó, báo giới và dư luận thế giới đã đánh giá cao uy tín, vị thế đang lên của Việt Nam. Có rất nhiều cụm từ mà các nhà báo sướng lên như một nơi tuyệt vời, một đất nước tươi đẹp, an toàn, thân thiện mến khách, một đất nước năng động phát triển, là đối tác tin cậy vì một nền hòa bình bền vững. Đại sứ Barbara Uwatt, trưởng phái đoàn thường trực Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc nhận định, những đóng góp của Việt Nam trong hai năm qua tại Hội đồng Bảo an hết sức có giá trị, bởi Việt Nam phải trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, nhưng không phải là lúc nào dễ nhìn thấy ở bề nổi, ví dụ như vấn đề vai trò của người phụ nữ đối với hòa bình và an ninh, bảo vệ dân thường trong xung đột hay hành động giải quyết vấn đề bom mìn. Tất cả những vấn đề này đều rất quan trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới. Bà cho rằng nếu không có Việt Nam thúc đẩy những vấn đề này, rất có thể hội đồng bảo an đã đi tránh hướng trong việc nhìn nhận và giải quyết những vấn đề cấp thiết như thế. Đại sứ Tirumiti, trưởng phái đoàn thường trực Ấn Độ tại Liên hợp quốc đánh giá Việt Nam đã đóng góp vai trò tích cực trong hội đồng bảo an, đặc biệt trong hai tháng đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng bảo an. Việt Nam đã thúc đẩy được các vấn đề quan trọng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trong xung đột, vấn đề bom mìn, hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực. Ông cho rằng Việt Nam với tư cách thành viên ASEAN đã đóng góp quan trọng mang tính khu vực hết sức quan trọng tại các phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an, nhất là trong vấn đề Myanmar. Đại sứ Adao Abari, trưởng phái đoàn thường trực Niger tại Liên hợp quốc, nước chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 12 năm 2021 cho biết, các nước châu Phi trong Hội đồng Bảo an rất cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ của Việt Nam khi Hội đồng Bảo an thảo luận và đưa ra các quyết sách liên quan tới các vấn đề của châu Phi. Ông cũng đánh giá cao Việt Nam đã luôn có tiếng nói mạnh mẽ tại Hội đồng Bảo an trong những vấn đề mang tính cấp thiết như khủng hoảng nhân đạo, tình trạng nước biển dâng hay xung đột mới nổi. Việt Nam cũng là một trong những nước có sự xuất hiện của những nữ quân nhân trong trang phục mũ nổi xanh đang làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại châu Phi. Phó Tổng Bí thư Liên Hợp Quốc, người đứng đầu các hoạt động hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Việt Nam bởi những đóng góp của Việt Nam kể từ khi tham gia vào lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc vào năm 2014. Đặc biệt là những nỗ lực trong hai năm qua khi Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Ông cũng đánh giá cao tính hiệu quả của việc Việt Nam tham gia cung cấp bệnh viện dã dạ chiến cấp 2 ở Nam Sudan. Bởi đây chính là năng lực mà Liên Hợp Quốc cần có và cần các nước thành viên Liên Hợp Quốc đóng góp, đặc biệt là ở những khu vực xung đột nguy hiểm. Phó Tổng Thư ký tin tưởng Việt Nam có đủ năng lực để tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào công tác giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc trong những năm tới. Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm thứ hai Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, Việt Nam đã đáp ứng kỳ vọng của bạn bè quốc tế, vốn luôn ủng hộ và tin tưởng. Thành công của Việt Nam trong nhiệm kỳ này một lần nữa làm sâu sắc thêm tình cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Qua đó, nâng cao hơn nữa hình ảnh và vị thế của nước ta trong mắt bạn bè quốc tế. Nhiệm kỳ sau không ai nhận thì ới Việt Nam nhé!